Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của DV Group hôm nay. Hôm nay DV Group xin giới thiệu hệ thống nồi hơi tầng xuôi dùng trong ngành sấy cọc bê tông. Đây là một trong rất nhiều nồi hơi mà DV Group đã lắp đặt trong ngành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đầu tiên DV Group xin điểm qua một số nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn mà chúng tôi đã thực hiện như sau. 1. Hệ thống nhà máy công ty cổ phần bê tông Phan Vũ. Với 5 nồi hơi được lắp đặt tại Long An, Đồng Nai và Hải Dương. 2. Nhà máy bê tông Hamaco tại Hậu Giang. 3. Nhà máy bê tông 620 Châu Thới tại Cần Thơ. 4. Nhà máy bê tông Quang Tiền tại Cà Mau. 5. Nhà máy bê tông Thủ Đức 1 tại Bình Dương. 6. Nhà máy bê tông Viết Hải tại Hà Tĩnh. Và rất nhiều nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông khác. Trong hệ thống nồi hơi này, DV Group thi công toàn bộ hệ thống nồi hơi công suất 4 tấn hơi trên giờ. Hệ thống đường ống dẫn hơi từ khu vực nồi hơi vào đến hệ thống hầm sấy của khách hàng, hệ thống hơi vào các hầm sấy bê tông và hệ thống điều khiển nhiệt độ sấy bằng PLC. Đây là hệ thống nồi hơi tầng xuôi chuyên đốt biomass. Về công nghệ này, DV Group đã giới thiệu rất nhiều trong các video trước. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết trong các video trước. Tại dự án này, khách hàng sử dụng nhiên liệu chủ đạo là mùn cưa và củi băm. Đây cũng là loại nhiên liệu có chi phí thấp nhất tại địa phương ở thời điểm này. Đây là tổng thể toàn bộ thiết bị nồi hơi. Xin mời quý vị cùng xem qua một lượt tổng thể toàn bộ hệ thống nồi hơi tầng xuôi 4 tấn mà DV Group đã lắp đặt. Đây là hình ảnh quá trình cháy nhiên liệu thực tế trong buồng đốt. Nhiên liệu sẽ được cấp vào buồng đốt liên tục theo lượng hơi nhà máy sử dụng. Nếu nhà máy sử dụng hơi nhiều thì nhiên liệu sẽ được đưa vào nhiều, và nếu nhà máy sử dụng hơi ít thì lượng nhiên liệu sẽ được đưa vào ít. Đồng thời, hệ thống quạt gió cấp 1, hệ thống quạt gió cấp 2, quạt hút khói cũng tự động điều chỉnh theo để đảm bảo quá trình cháy luôn diễn ra tối ưu nhất. Áp suất hơi cho ngành sản xuất cấu kiện bê tông yêu cầu khá thấp và chỉ dao động từ 23 đến 43 là đáp ứng được yêu cầu công nghệ. Hơi nước sinh ra được dẫn sang bên nhà máy sản xuất thông qua hệ thống đường ống hơi này. Đường ống hơi này được bọc cách nhiệt tiêu chuẩn và bên ngoài bọc nhôm bảo vệ, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ. Đây là bộ chia hơi. Hơi nước từ lò hơi sẽ được tập trung tại đây và được chia vào các hầm sấy. Đây là các van điều khiển lượng hơi vào các hầm sấy. Đây là cảm biến nhiệt độ hơi trong các hầm sấy. Đây là tủ điều khiển trung tâm dùng để giám sát theo dõi nhiệt độ trong hầm sấy, đồng thời dùng điều khiển nhiệt độ trong hầm theo chế độ cài đặt trước. Khi chúng ta muốn cài đặt nhiệt độ sấy cấu kiện bê tông thì chúng ta chỉ cần cài đặt nhiệt độ trên màn hình cảm ứng này và cài đặt thời gian mà chúng ta muốn sấy. Hệ thống điều khiển trung tâm bằng PLC này sẽ ra lệnh cho van điều khiển điều tiết lượng hơi vào nhiều nếu nhiệt độ sấy chưa đạt yêu cầu và điều tiết lượng hơi vào ít nếu nhiệt độ sấy gần với nhiệt độ yêu cầu. Việc này sẽ giúp hệ thống sấy luôn ổn định nhiệt độ yêu cầu công nghệ của nhà máy, đảm bảo được chất lượng sản phẩm đầu ra. Trên đây là phần giới thiệu sơ bộ về hệ thống nồi hơi dùng cho nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hotline 0942 488 818. Xin cảm ơn. Tập đoàn DV, Mark Thịnh Vượng đến với người đồng hành từ năng lượng sạch.